vời, hơn cái tuyệt vời. Mấy cảnh hành động và hài hước rất hay. Cho 100 điểm. Amazing lắm mọi người ơi, trời nó hơi đã dễ man luôn. Rồi có anh phản diện cực kỳ đẹp trai nha mọi người. 9/10. Em mới vừa xem bộ phim Dây Hãm Kẻ Trừng Phạt thì bộ phim rất là hay luôn, những cảnh mà đánh đấm của chú Ma Long Súc nó rất là đã, rất là kịch tính. 내가 책임지고 다 잡는다고. Phim rất là hay luôn, rất là gây cấn và có những pha hành động rất là ngợp thở và mình rất là thích chú Ma Đông Súc. Mặt hài hước là không thể nào mà chê được, rất là gầy gắm nhiều miếng, kể cả cái việc mà việc súp. Khang rất thích bộ phim hành động, thì đây là bộ phim idol Khang, Ma Đông Súc. Trời ơi, đấm cú nào của nó hơi bị đã. Mình cảm thấy là sau bộ phim thì mọi người thấy là năng lượng của mình đang rất là vui tươi và cảm thấy rất là phấn khởi sau bộ phim này. Những cái chất liệu di chuyển gần bên nhau rất là tuyệt vời. Chúng mình rất thích bộ phim này, bộ phim hoàn hảo để giải trí. Nếu 책임지고 다 잡는다고. 형한테 얘기해. 너 이 X 나한테 맡기셔.